Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là khu chợ mua bán thuộc khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Nếu như trước kia đây chỉ là một khu chợ tự phát thì nay đã được đầu tư khang trang và hiện có 260 tiểu thương mua bán với đầy đủ tất cả các mặt hàng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của hơn 12.000 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp. Trong số 260 tiểu thương mua bán ở đây, hiện có gần 80 sạp chuyên về bán tạp hóa, mỹ phẩm và các loại quần áo, giày dép. Bên cạnh các mặt hàng giá rẻ thì ở khu công nghiệp này không thiếu những thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Các tiểu thương ở đây cho biết sức mua tại đây khá ổn định do ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đi vào hoạt động. Thưa quý vị, bên cạnh những cửa hàng tạp hóa thì nhộn nhịp nhất vẫn là khu mua bán thực phẩm. Mặc dù là chợ công nhân, nhưng với sự sắp xếp về các lô sạp và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo, nên hầu hết các mặt hàng ở đây đều rất tươi sống và đa dạng không kém gì những khu chợ trung tâm khác. Đặc biệt, do khu công nghiệp nằm vùng ven, nên các loại hàng bông không thiếu những loại rau vườn được xem là đặc sản như bông điên điển, lục bình, bông súng. Đây là những mặt hàng được xem là an toàn do đa số được người dân địa phương mang ra bán. Ngoài ra, tại khu chợ, các loại cá đồng với giá cả luôn thấp hơn những nơi khác từ 3 đến 5 ngàn đồng nên luôn thu hút lượng người mua. Tại bán theo mùa, mùa này thì mình bán cá linh, mùa nước bán theo mùa gì dễ bán hơn. Thì mình xuống chợ này có công nhân đông á, bán thêm. Còn buổi chiều thì ở trên thành phố, trên đó thì chiều ta ít đi chợ hơn, ta đi buổi sáng thôi. Thì cũng như bán vậy đó cho nó phù hợp với công nhân đó, chứ không có giống cho cao công nhân nó không có mua vậy đó. Bán là nhờ lời mail mà bán số lượng nhiều vậy đó, chứ không có bán ít như ngoài chợ. Điểm đặc biệt là dù được bày bán cả ngày để phục vụ khách vãng lai, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là tầm khoảng 4 giờ rưỡi cho đến hơn 5 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian công nhân tan ca nên sức mua rất đông đúc. Quý khán giả có thể nhìn thấy chợ đang chật kín người, không khí mua bán rất sôi nổi, tạo nên một nét riêng của một khu chợ công nhân. Nếu có cơ hội, quý vị hãy tìm đến khu chợ để tìm mua những loại thực phẩm đồng quê tươi ngon do chính tay nhà vườn mang ra bán, và đặc biệt là cùng trải nghiệm đời sống của các công nhân tại khu công nghiệp.